Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách làm chè đậu xanh đánh nhuyễn. Đây là một loại chè mình ăn nóng hay ăn lạnh đều ngon. Cách làm thì dễ và nguyên liệu thì vô cùng đơn giản. Mùa hè thì mình có thể ăn cùng đá bào. Một ly chè mát lạnh, thơm, béo, bùi như thế này thì các bạn không nên bỏ qua. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Mình sẽ chuẩn bị 150g đậu xanh. Mình đem đậu ngâm với nước trước khi nấu 3 tiếng. Ngâm đủ thời gian, hạt đậu đã ngậm nước nở căng thì mình sau đó đổ đậu vào trong nồi và đổ ngập nước. Mình sẽ cho thêm vào 1g muối trắng rồi bắc nồi đậu lên bếp nấu cho chín nhừ. Sau đó mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm chân trâu ăn cùng với chè. Mình sử dụng 200g bột năng và sẽ từ từ cho nước nóng vừa đun sôi vào để khuấy cho bột năng dẻo lại. Rồi mình sẽ nhào tới khi bột mịn dẻo thành một khối có thể kéo sợi dai như thế này là được. Mình sẽ chuẩn bị thêm một chút cùi dừa non cắt thành những viên nhỏ. Rồi ngắt lấy từng miếng bột nhỏ, cho viên cùi dừa vào giữa bọc kín lại thành một viên chân châu dừa tròn như này. Viên chân châu dừa xong thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước và đun cho sôi lên, sau đó thả những viên chân châu vào để luộc chín. Mình sẽ để lửa nhỏ, luộc cho tới khi những viên chân châu chín nổi lên. Mình sẽ vớt ra và cho vào một âu nước lạnh. Đậu xanh mình luộc cũng đã chín rồi, những hạt đậu xanh rất là nhừ. Mình sẽ cho đậu vào trong máy xay. Sau đó cho vào 100ml nước cốt dừa và 100g đường. Rồi mình sẽ xay thật nhuyễn đậu ra. Xay đậu xong thì mình sẽ đổ vào trong chảo. Mình xên cho đậu đặc lại. Hỗn hợp đậu bắt đầu sôi lên, nước cạn dần đi và bắt đầu đặc lại thì mình sẽ hạ nhỏ lửa dần xuống. Tiếp tục xên cho tới khi đậu đặc sệt lại thì mình tắt bếp đi. Chân châu dừa mình ngâm cho nguội, sau đó thì cũng đổ ra cho ráo nước và mình cho vào một cái tô, rồi cho vào 20g đường trộn đều để cho những viên chân châu không bị dính vào nhau. Chuẩn bị xong nguyên liệu rồi thì bây giờ mình sẽ múc một ly chè để ăn. Mình sẽ cho vào trong ly một chút đá bào nhỏ. Sau đó múc đậu xanh cho vào. Giờ thì mình sẽ cho thêm một vài topping như chân châu dừa mình đã làm, một chút chuối sấy dẻo, quả sơ ri và rắc lên một chút dừa khô sấy giòn nữa. Vậy là mình đã có một ly chè đậu xanh đánh nhuyễn. Vừa mới lạ vừa mang hương vị chè của tuổi thơ. Rất là ngon. Khi ăn thì mình chỉ cần khuấy đều lên là được. Những miếng chè đậu xanh rất là bùi, thêm một chút chuối dẻo dai dai, dừa khô sấy thì giòn giòn. Nếu bạn nào chưa thử món chè này thì hãy vào bếp thử làm ngay nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.